chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. One Piece chương 994 đã cho chúng ta rất nhiều chi tiết hấp dẫn, đồng thời trận chiến ở đảo Onigashima đang rất hấp dẫn và gay cấn. Ban đầu, rõ ràng nhóm liên minh đang có rất nhiều lợi thế khi mà cửu hồng bao đã tấn công bất ngờ với 9 người, thành công trong việc đâm trọng thương Kaido, khiến Kaido phải đau đớn ôm vết sẹo năm xưa. Sau đó, lên trên sân thượng với hình dạng rồng ngàn tuổi khổng lồ, mặc dù tung hàng loạt kỹ năng hệ hỏa, hệ lôi, nhưng vẫn bị từng thành viên cửu hồng bao hóa giải, kèm ăn thêm 4 phát đào nguyên thập quyền vào vết sẹo cũ. Cứ tưởng Kaido sắp hẹo thì Oda lại lật cái bàn. Kaido bừng tỉnh rượu, tập trung xin nhẹ một cái tay của Kiku, đồng thời hóa lại dạng người, chuẩn bị giải quyết nốt các samurai để về ngủ. Phía dưới thì đang loạn lên với show diễn của Queen khi hắn ta đã tổ chức một cuộc thi Đồ Anh Bắt Được Em dành cho Apo. Nhiệm vụ của Apo là phải chạy trốn để thoát khỏi sự truy lùng của Zoro cùng với 500 anh em để lấy thuốc giải độc băng quỷ. Hôm nay thì mình đã có được thông tin mới nhất được tiết lộ về One Piece chương 995. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Lưu ý, như thường lệ, đây là thông tin mới nhất được rò rỉ tiết lộ dựa trên những trang web trên thế giới. Vì vậy, đây chỉ là thông tin để tham khảo. Tiêu đề chap 995, lời thề của Kunoichi. Thương lượng thành lập liên minh không thành công. Ngay lập tức, Marco và Big Mom trở thành đối thủ của nhau. Marco bây giờ hoạt động theo ý muốn của mình. Anh ta sẽ là người chặn Big Mom lại. Vì vậy, Marco tấn công thẳng vào Big Mom. Big Mom đã bị Nami giật lấy Zeus từ lúc trước. Hiện giờ, bà ta chỉ còn Prometheus nên đã sử dụng Prometheus để tấn công Marco. Nhưng lửa của Marco có thể tấn công được mặt trời Prometheus. Big Mom tóm được Marco và con trai cả Bero Sparrow thấy vậy, định lao vào đánh bồi thêm. Đúng lúc này thì Carrot và Wanda đã xuất hiện. Cả hai hóa dạng su long từ trước đó và đến cứu viện cùng Marco chiến đấu. Big Mom ném Marco xuống rồi quay người bỏ đi. Thấy vậy, Carrot và Wanda yêu cầu Marco hãy đuổi theo Big Mom. Còn Bero Sparrow ở đây thì hãy để lại cho Carrot và Wanda xử lý. Bắt đầu chuyển cảnh sang khu vực trò chơi của Queen. Apo đang vắt chân lên cổ mà chạy. Phần này chưa được tiết lộ nên chúng ta cũng chưa có thông tin gì, nhưng nhìn chung chỉ là cảnh đuổi bắt nhau và Apo tiếp tục chạy. Không rõ Zoro đã bị Apo cắt đuôi hay lần này Zoro vẫn đi lạc và kéo cả lũ lạc mất dấu vết của Apo. Trong lúc đó, Chopper đã bị các nạn nhân băng quỷ tấn công và đã bị nhiễm bệnh, đang dần dần trở thành một trong số chúng. Từ trên cao, Queen nhìn xuống lầm bầm. Chà, không ngờ lại có người mang dòng máu của Yama ở trong băng mũ rơm. Người hắn ám chỉ đó chính là Sanji. Ở bên kia chiến trường, Usopp cùng Nami đang chiến đấu với chị em Antil và đã bị đả thương bởi đòn tấn công của Antil. Trong lúc sơ sẩy, Antil bắt được Nami và buông lời đe dọa rằng: "Hãy nói với tao rằng, thằng thuyền trưởng của chúng mày không bao giờ trở thành vua hải tặc được đâu." Bất chấp tính mạng của bản thân, Nami vẫn một mực tin vào Ruffy. Cô trả lời đanh thép: "Ruffy chắc chắn sẽ trở thành vua hải tặc." Đúng lúc này, bé Tama và con khuyển cô Mai Nư xuất hiện. Cô bé với năng lực thuần hóa các Gifter tham chiến. Spoiler quan trọng nhất, tuần sau tiếp tục có chuyện. Trên đây là những thông tin mới nhất và sớm nhất về One Piece chương 995. Mặc dù rất ngắn thôi, nhưng đây cũng là những thông tin được đưa về sớm nhất nên sẽ chưa thể chính xác 100% được ngay. Những video sau mình sẽ cập nhật diễn biến ngay khi có thêm thông tin nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.